Ở đây chúng tôi là chàng xin kính chúc anh chị và các bạn trẻ chúng ta đến với quyền và đến chủ nhật cuối tuần. Thì như mọi người chúng ta cũng biết là chương trình của chúng ta bắt đầu mỗi ngày là 20:30 và chương trình chúng ta kết thúc là 22:30 mỗi ngày. À, chắc chắn là xuyên suốt một tuần quyền của chúng ta sẽ có chương trình hát giao lưu với nhau và chắc chắn là nhạc công của quán quyền của chúng ta sẽ thay đổi. Hiện nay quyền của chúng ta đang có hai chú và một bạn sẽ thay.